vị đang thưởng thức phiên bản hình ảnh chất lượng 4K. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức của tuổi trẻ yêu nước quốc nội. Một cách bất tuân dân sự, mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bất tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa, không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá, nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài. Không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bất tuân dân sự. Bài viết This News News Today và Trường Vũ Anh Bình xin mến chào quý bà con cô bác từ quốc nội ra tới hải ngoại. Ngày 2 tháng 8 2019, với cuộc sống an lành và một ước mơ tự do cho quê hương đất nước và dân tộc Việt Nam. Vâng thưa quý vị, chiều hôm qua thì Bình nhận được cái cú phone của viên công an địa phương. Họ dặn rằng là hôm nay Bình không có được đi đâu thăm bạn bè hết. Thực sự mà nói khi mà nhận được cái cú phone đó, Bình cũng không biết được rằng là người này đã dặn dò Bình thăm bạn bè, không được thăm bạn bè như thế nào. Thực sự mà nói, cả một cái thời gian 2 tiếng đồng hồ sau thì Bình mới nhận ra được rằng là ngày 2 tháng 8 2019 là ngày mãn hạn tù của em tù nhân Lương Tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Một lần nữa, tuổi trẻ yêu nước và Trường Vũ Anh Bình mến chào Nguyễn Đặng Minh Mẫn hòa nhập với nhà tù lớn hơn với cộng đồng Việt Nam. Thì ngày hôm nay, tin tức của tác giả Phạm Minh Vũ gửi đến cho chúng ta với nhan đề gửi đến chị là một trong những cái trăn trở, những cái suy nghĩ, những lời tri ân sâu sắc của tác giả gửi đến những người như Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã thầm lặng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình sau song sắt nhà tù vì sự tự do, sự tồn vong cho dân tộc Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý bà con cô bác lắng nghe. Gửi đến chị bài viết của Phạm Minh Vũ. Vậy là chỉ sáng mai thôi, chị sẽ trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, người thân và bạn bè khắp nơi yêu mến chị. Từ nhà tù nhỏ trở về nhà tù lớn, làm sao em có thể vui để chúc mừng chị được tự do? Chính ngay cái tự do của chị em cũng phải để trong kép thì nói gì đến chủ quyền của quốc gia mà chị đã dám liều mình sống hết mình, sống một cuộc đời của người có nhân cách, lên tiếng đòi chủ quyền để rồi đổi lại sống 8 năm trong nhà tù. Ngay trong thời khắc sắp bước ra khỏi nhà tù nhỏ, Việt Nam cùng Trung Quốc đã đóng kịch trên Biển Đông. Lần trước chị đòi Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận chủ quyền đó thuộc Trung Quốc lâu lắm rồi, cái thời 1958 ấy. Bây giờ không biết Trung Quốc sẽ ngã giá ra sao, liệu nhà cầm quyền Việt Nam có một lần nữa thừa nhận bãi Tư Chính thuộc Trung Quốc hay không, chuyện đó không ai biết được. Nhưng em phải thừa nhận rằng 8 năm tù của chị tuy mất cả thanh xuân, nhưng đó là một hành động vô cùng ý nghĩa với bản thân em. Thế hệ sau khi còn bị nhà cầm quyền mê hoặc bằng những từ ngữ có cánh, em cứ tưởng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thật. Em cứ tưởng chúng ta đang cai quản tốt các quần đảo đó. Nhưng không,
Nhưng nhờ có chị dám đòi hỏi chủ quyền mà em biết đâu là sự thật. Nhà cầm quyền dối trá đã không cho thế hệ sau biết là đã bị Trung Quốc thôn tính cướp mất rồi. Chắc họ sợ nung nấu lòng hận thù của Trung Quốc, của thế hệ chúng em. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc đến chị, một thế hệ ươm mầm tương lai cho đất nước. Chúc chị sức khỏe và nhân danh Kitô hữu, nguyện xin Thiên Chúa ban bình an, tuôn đổ hồng ân của Ngài lên chị và gia đình. Phạm Minh Vũ, Sài Gòn, ngày 1 tháng 8 năm 2019. Theo trang Nhật ký yêu nước, hãy xin lỗi những người dân vì lên án Trung Quốc mà bị tù. Bài viết của Nguyễn Khắc Mai. Chủ tịch nhà nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chánh án tòa án tối cao, hãy xin lỗi những thanh niên sinh viên và người dân vì lên án Trung Hoa mà bị tù. Những năm qua đã có nhiều thanh niên sinh viên và người dân ý thức được hiểm họa Trung Quốc đối với nhân dân và đất nước Việt Nam. Họ đã lên tiếng cảnh báo, lên án và phê phán những hành động sai trái ngang ngược, chà đạp lẽ phải và lương tri nhân loại của Trung Hoa bành trướng Đại Hán. Việc làm của họ thật cao quý, có ích, chứng tỏ một tầm nhìn sáng suốt, một tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, đáng khâm phục. Nhưng thay cho việc thừa nhận lòng yêu nước của họ, tôn trọng họ, thì đảng và chính quyền đã vô lương tâm, tàn nhẫn, bắt bớ, hành hạ và kết án tù đối với họ. Tôi biết có trường hợp như em sinh viên Nguyễn Đặng Minh Mẫn, cũng chỉ vì viết bài báo tố cáo cái sai, cái ác của Trung Quốc mà bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Họ không có tội, mà chỉ vì dám nhận thức hiểm họa Trung Hoa sớm trước đảng và chính quyền, dũng cảm cảnh báo cho nhân dân và xã hội nên đã bị nhà cầm quyền đối xử bạc ác. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã từng lên án bọn bạc ác tinh ma, nhưng nhà Phật dạy phải biết buông đạo thì cũng có cơ thành Phật. Các mác của các anh chị cũng bảo biết sám hối thật tâm thì có cơ cứu rỗi, nghĩa là có thể được tha thứ, trở thành người thực sự. Nay khi đảng và nhà nước đã thấy được hiểm họa Trung Hoa bành trướng Đại Hán qua vụ bãi tư chính hiện nay, thì phải biết đánh giá cao cái trí thức dũng của những người thanh niên yêu nước. Hãy xin lỗi họ, trả lại tự do ngay cho họ, xóa bỏ những bản án trái với đạo lý và tinh thần công minh của dân tộc, đồng thời trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chỉ có như vậy, đảng mới lấy lại được niềm tin của dân, hành động chống lại hiểm họa Trung Hoa của nhà nước ta mới được xác tín, nhất quán. Hãy làm cho dân thấy đảng đang thành thực bảo vệ đất nước. Liệu các anh chị có nghe theo Hồ Chí Minh nói đoàn kết, hay cứ làm theo cách chia rẽ mà có thể đối phó được với hiểm họa Trung Hoa? Mấy lời khuyên bảo tử tế xin hãy lắng nghe. Lập quyền dân. Trở lại với quá khứ gần đây thôi, năm 1988, tại đảo Gạc Ma, 64 lính quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì nhận lệnh là không được nổ súng. Và 2019, ngay tại bãi tư chính, Trung Quốc đang hoành hành và để lại những nỗi hiểm nguy cho cái sự tồn vong dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, khi lang thang qua trang blog Tuấn Khanh, Trần Vũ Anh Bình đã bắt gặp được cái tiêu đề Bãi Tư Chính sẽ có số phận như Gạc Ma. Rất đau lòng và rất đau lòng. Một lần nữa, bài viết đau lòng nó như thế nào? Tuổi Trẻ Yêu Nước và Trần Vũ Anh Bình mến mời quý bà con lắng nghe. Bãi Tư Chính sẽ có số phận như Gạc Ma. Bài viết từ nguồn Tuấn Khanh's blog. Lúc này, mọi thông tin và bãi tư chính đối với người Việt Nam hiện rất mơ hồ. Trên các thông tin bên ngoài dội về thì gọi là đối đầu, còn phía Hà Nội thì gọi là đấu tranh. Nếu dựa trên những ngôn từ này, có thể tự lý giải rằng Trung Quốc bằng nhiều cách như đang muốn vào trực tiếp bãi tư chính, chứ không chỉ là ngăn chặn Việt Nam thăm dò và khai thác ở lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, phía Tây Bắc. Bãi tư chính, còn Việt Nam thì dùng tàu của mình cố ngăn đường đi của Trung Quốc và mặt khác thì nỗ lực ngoại giao theo kiểu không muốn làm quá. Nhưng Bắc Kinh rõ ràng không muốn dừng lại và bộc lộ rõ việc muốn chiếm lấy bãi tư chính. Ngày 26 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tuyên bố rằng Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi tư chính kể từ tháng 5, cho thấy cuộc tranh chấp có nội dung lớn hơn. Bắc Kinh muốn hoàn thành đại nghiệp đường chính đoạn trên Biển Đông mà Việt Nam là kẻ gây khó trước mắt. Trên bàn làm việc của các cơ quan tình báo quốc tế, kịch bản về một bãi tư chính còn thuộc quyền Việt Nam và một bãi tư chính vào tay Trung Quốc
ắt đã được lập ra và cục diện thế giới cũng sẽ thay đổi. Dựa vào đó, từ tháng 5 2019, các thông tin tình báo và chuyển động trên Biển Đông đã cung cấp cho ông Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng của Mỹ, nhận định rằng sớm muộn gì trong năm nay, Trung Quốc cũng sẽ mở một cuộc chiến trên biển với Việt Nam về pháp lý và có thể có cả đụng độ nhanh. Giờ thì điều ấy đã thành sự thật. Mỹ cũng nhận biết tính toán này của Trung Quốc nên việc tăng cường các chuyến hải hành tự do gọi là FONUP hay lên giọng chỉ trích trực tiếp và mạnh mẽ Bắc Kinh là điều dễ hiểu. Theo tờ The National Interest số ra ngày 31 tháng 7 của tác giả David Ice, với bài viết có nhan đề Phi tiễn của Mỹ và Trung Quốc nằm chen cứng trên Biển Đông, ai sẽ thắng? Đã nhận định như vậy, bên cạnh đó, Trung Quốc cũng không ngần ngại phô trương việc mang các phi tiễn chống hạm vào Biển Đông, thử nghiệm hồi đầu tháng 7 2019 như một cách ngầm cảnh báo. Rõ ràng hơn, Bắc Kinh cũng phô trương trên tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng hàng loạt các phi đạo tầm xa có tên DF-26 đã được kéo đến vùng Nội Mông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 2.000 dặm. Hướng vào các lộ trình tự do hải hành của Mỹ, Hoàn Cầu Thời báo cũng không ngần ngại tuyên bố DF-26 có tầm bắn đến 2.500 dặm và sẽ đánh trúng bất kỳ chiến hạm nào của Mỹ trong vài giây. Kịch bản của việc Trung Quốc muốn cướp bãi tư chính là gì? Các nhà phân tích phỏng đoán rằng, sau khi tạo ra các bước gây căng thẳng lên cao, các tàu cá mà thực tế là các tàu dân quân biển sẽ được đưa ra hàng đầu để tiến vào mục tiêu, sau đó tạo ra một tình huống bị phía Việt Nam ngăn chặn, đánh chìm, dẫn đến cuộc gia tốc và can thiệp của hàng chục tàu cảnh sát biển vũ trang Trung Quốc bảo vệ tàu cá vô tội. Bãi tư chính có thể là một cuộc đổ bộ thần tốc của Trung Quốc, không khác gì trường hợp đảo Gạc Ma. Sau khi cắm cờ, Bắc Kinh có thể ung dung đối phó với Việt Nam, một quốc gia mắc cạn, với chiến sách 3-0 của mình, tức 1. Không tham gia các liên minh quân sự. 2. Không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác. 3. Không có căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam trong cách thức đấu tranh của mình đang chuyển hướng bố cáo dẫn đến các sự việc với các quốc gia để tạo áp lực quốc tế. Gần đây nhất là Hà Nội chuyển sự kiện cho New Delhi cũng là một cách thăm dò phản ứng Bắc Kinh. Sau Ấn Độ, có thể sẽ có thông tin thêm rộng hơn phản đối tăng cấp độ, nhưng đó cũng chỉ là một con dao hai lưỡi vì Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh tốc độ lấn chiếm trước khi mọi chuyện bùng phát ở tầm quốc tế hơn là giữa một vài nước. Có nhiều hy vọng từ đám đông bàn tán trên các trang mạng xã hội là Mỹ sẽ can thiệp cho Việt Nam, nhưng đó là một khả năng rất thấp, bởi câu chuyện ở bãi tư chính đang trở thành chuyện riêng của anh em nhà Cộng sản, đặc biệt khi Nga vẫn phớt lờ, khi công ty khai thác dầu khí Rosneft của họ bị uy hiếp, và quan trọng nhất, Mỹ sẽ không có tư cách gì can thiệp cho Việt Nam, khi các cơ hội về một liên minh hợp tác quốc phòng luôn bị Hà Nội né tránh. Hãy nhìn vào Hồng Kông, nếu có sốt ruột trước phong trào đòi dân chủ ở đó, Mỹ cũng không thể làm gì hơn là chỉ trích. Việt Nam cũng vậy. Đặc biệt, mọi chuyện có vẻ như thuận buồm xuôi gió cho Trung Quốc khi người đứng đầu tối cao của đảng, nhà nước Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng chỉ nói chuyện tham nhũng mà không cất một tiếng nào về an nguy quốc gia, dù gần một tháng bị uy hiếp và xâm lấn. Bãi tư chính có thể sẽ mất như Gạc Ma và sau đó người dân Việt Nam rồi sẽ chỉ còn nghe lời tuyên bố dữ dội của một quan chức cấp cao rằng chuyện đòi lại Hoàng Sa, Gạc Ma, tư chính là điều của thế hệ con cháu phải làm. Sống với cái xã hội chủ nghĩa như thế này thì chắc chắn rằng là cơm áo gạo tiền luôn là một cái chuyên đề mà người dân Việt Nam nào cũng phải suy nghĩ đến. Bên cạnh đó còn có cái nỗi lo là gánh nợ công cho nhà cầm quyền Cộng sản. Thực sự mà nói, cái cuộc sống khó khăn càng khó khăn hơn. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta lại thấy có được những người vượt qua những cái nỗi khó khăn đó để tìm được cho cái cuộc sống mình có một cái chút cơ ngơi, nó thanh thản hơn qua cái công sức mồ hôi nước mắt của mình. Vì vậy, Tuổi Trẻ Yêu Nước và Trần Vũ Anh Bình mến mời quý vị dành một ít thời gian đến chuyên mục quảng cáo. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Những món ăn dân dã đặc sản vùng miền Tây Nam Bộ từ cô Nguyễn Thị Kim Liên đã có mặt từ quốc nội ra tới hải ngoại. Xin quý vị đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với cô để có được những sản phẩm đặc sản vùng miền và thật hợp vệ sinh.
hải sản biển sạch, tươi, ngon từ cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị đừng ngại liên hệ với chị để có được cho mình một bữa ăn ngon, hợp vệ sinh. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tây luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật, họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ân ý và hợp túi tiền. Chiêu Cafe Book Garden và Chiêu Homestay là một địa chỉ để bạn có thể lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Xin hãy đến tham quan và tận hưởng sự phục vụ từ Chiêu Cafe. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Fresh Bakery Em Ngọt Ngào là loại bánh đậm đà chất lượng cũng như hương vị. Xin quý vị liên hệ với Facebooker Huỳnh Phương Ngọc để có được những sản phẩm thật ân ý và hợp vệ sinh. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Like Cà Phê. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Like Nguyễn. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư Bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước a@protonmail.com. Xin trở lại với tiêu đề của Tuổi Trẻ Yêu Nước ngày hôm nay. Một lần nữa, tác giả Phạm Minh Vũ gửi đến với quý bà con cô bác gần xa qua bài viết Đảng và Dân. Phản đối Posit, thầy giáo Đinh Đăng Định bị đảng bỏ tù và bệnh trả về nhà không bao lâu thì mất. Nhóm lợi ích chặt cây, Dũng Phi Hổ ra ôm cây bị đảng cầm tù. Formosa thải chất độc làm biển miền Trung chết, chở cha Thục đi kiện, anh Nam Phong bị đảng bỏ tù. Nhóm lợi ích cướp đất, cướp cưỡng chế bạo tàn, cô Cấn thì theo, phản đối bị bỏ tù. Đoàn Vương bắn trả bọn công an cướp đất bị đảng bỏ tù. Anh Đặng Văn Hiến bắn trả bọn cướp bị tử hình. Tố cáo sai phạm bốt bẩn, Hà Văn Nam bị đảng bỏ tù 30 tháng. Huệ Như đang mang thai, bị mật vụ đảng đánh chết thai nhi. Chưa bao giờ tình đảng và dân thể hiện rõ hai thái cực như hôm nay. Trước đây, đảng chỉ quy kết vu cáo những ai chống đảng, chống nhà nước. Nhưng bây giờ, ngay cả việc đòi môi trường sạch, đòi quyền lợi sát sườn, cơm, áo, gạo, tiền, đảng cũng không tha. Thì sự tồn tại của đảng e rằng chẳng còn bao lâu. Hãy đợi đấy. Nhớ về bác Nguyễn Thanh Giang. Bài viết từ nguồn tác giả Facebooker Dũng Trương. Sau khi anh Trần Anh Kim ra tù được ít ngày, hội bầu bí tương thân tổ chức về Thái Bình thăm anh Kim. Đoàn chúng tôi đi 15 người. Bác Giang là người cao tuổi nhất. Khi xe đến nhà anh Kim, bọn dân phòng và công an Thái Bình không cho chúng tôi vào nhà thăm, đòi kiểm tra giấy tờ, mời chúng tôi về đồn công an. Nhưng chúng tôi bất hợp tác. Sau đó, bọn chúng hành hung, đàn áp chúng tôi và bắt chúng tôi về đồn tra hỏi. Chúng tôi đã đấu tranh quyết liệt, bất hợp tác. Cuối giờ chiều, bọn chúng phải thả đoàn chúng tôi. Trên đường về, bác Giang chứng kiến sự đoàn kết, quả cảm, kiên quyết của chúng tôi với bọn chúng. Bác xúc động nói, tôi chỉ mong sao có sức khỏe tốt và sống lâu hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục viết đêm dài lấp lánh dành cho các bạn. Có lẽ điều mong ước của bác chưa thực hiện xong thì bác đã ra đi, để lại bao tiếc nuối của anh em đấu tranh trong và ngoài nước. Nguyện cầu cho bác sớm siêu thoát được trở về thế giới cực lạc. Năm mới Địa Tạng Vương Bồ Tát Mahatat. Ngày 31 tháng 7 2019 vừa qua thì gia đình của kỹ sư tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh vừa đi thăm anh. Xin mời quý bà con cô bác gần xa nghe những cái trăn trở, cái chuyến hành trình của gia đình khi đến thăm tù nhân lương tâm kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh. Hôm 31 tháng 7 2019, tôi đi thăm chồng, bài viết từ nguồn tác giả Facebooker An Dương Nguyễn Phú. Nguyễn Ngọc Ánh, tôi gửi đồ cho chồng như thường ngày và quay về, nhưng chạy được một đoạn thì tên an ninh trại gọi lại và đưa cho tôi nhận lại hai tiếp thuốc xoa bóp. Tôi hỏi,
Là thuốc đó tôi thường gửi cho chồng Sai Ma. Vậy thì lý do gì mà lần này trại không cho nhận? Tên trinh sát trại nói, thuốc và sức khỏe có trong y tế trại lo rồi. Tôi đáp lại rằng, cộng sản nói tôi không bao giờ tin. Nó chỉ biết lừa dối và đàn áp dân, chưa lo gì được. Tên trinh sát trại lại đáp, chị đừng có vô đùa cả nắm. Có người tốt, có người xấu đấy. Tôi trả lời lại, đã là cộng sản thì không có đứa nào tốt cả. Đừng có trách sao, tôi lại hỗn láo. Nói xong, tôi chạy xe trong cơn mưa và tức tối vì biết rằng chồng đang cần mà chúng nó không cho đưa vào. Còn đứa con trai thì tự sướng nói với mẹ, mẹ đưa cho bố xem hình con cho bố đỡ nhớ mẹ nhé. Còn của Bắc Cường Sa, thị trường chứng khoán của Trung Quốc như thế nào sau khi cuộc họp thương mại Mỹ-Trung bị sụp đổ vài ngày trước tại Thượng Hải? Thì chúng ta dừng lại ít phút để nghe tác giả Lâm Nguyễn 79 tại MICE sẽ trình bày cho chúng ta biết rõ hơn một chút về cái cuộc gặp Mỹ-Trung trong thương mại tại Thượng Hải. Xin mời quý vị. Đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Thượng Hải thất bại. Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung lần thứ 12 kết thúc tại Thượng Hải hôm 31 tháng 7 2019, nhưng không đạt được kết quả gì. Buổi làm việc giữa phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Theo hãng tin Pháp AFP, sau chưa đầy 4 giờ họp kín, hai phái đoàn đã chia tay sớm hơn dự kiến đến 40 phút. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin với vẻ mặt căng thẳng đã lập tức ra thẳng sân bay trở về Mỹ, không một lời phát biểu với giới báo chí về kết quả hai ngày làm việc vừa qua. Trưởng đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạ cũng không lên tiếng. Chính vì điều này mà thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã bị mất 118 tỷ đô sau hơn 24 tiếng đồng hồ khi phái đoàn Mỹ rời Thượng Hải trong cuộc đàm phán thất bại. Chúng ta nhớ đến nhà báo Mạc Lâm, một cây viết rất là sành sỏi, rất điêu luyện và rất có nhiều kinh nghiệm để phỏng vấn cũng như là viết bài trên trang Voa. Chính vì thế mà ngày hôm nay, một lần nữa Tuổi Trẻ Yêu Nước và Trường Vũ Anh Bình mến mời quý bà con cô bác đến với bài viết Bãi Tư Chính và Cao Tốc Bắc Nam qua cây viết của tác giả nhà báo Mạc Lâm. Theo Voa, báo chí Việt Nam trong thời điểm này có hai đề tài chính được người dân theo dõi hàng ngày. Đó là bãi tư chính của Việt Nam bị tàu thăm dò Trung Quốc Haiyan DG-8 xâm phạm. Thứ hai là nỗi lo của các chuyên gia kinh tế, tri thức, người dân về nhà đầu tư cùng với nhà thầu Trung Quốc sẽ thu tóm dự án cao tốc Bắc Nam do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì. Bãi tư chính có tầm vóc quốc gia về chủ quyền nên dĩ nhiên quan trọng hơn dự án cao tốc Bắc Nam, mặc dù dự án này có kinh phí rất lớn đến nỗi chính phủ hiện nay không thể nào xoay sở để có thể tự do trong vấn đề xây dựng và thực hiện dự án. Tuy nhiên, nếu xét ở mức độ chủ quyền thì hình như dự án cao tốc Bắc Nam không hề kém cạnh vụ tàu Haiyan DG-8 đang xâm lấn ngoài bãi tư chính do chính phủ không có ngân sách cho dự án cao tốc Bắc Nam. Kể cả các doanh nghiệp cỡ lớn của Việt Nam cũng không thể chứng minh đủ năng lực tài chính khi thực hiện dự án, nên các tập đoàn tài chính xây dựng lớn của Trung Quốc mới có cơ hội nhảy vào. Điển hình là cổng thông tin của Bộ Giao thông Vận tải đã đăng tải thông tin buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công với Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc Nghiêm Giới Hòa, và sau buổi làm việc ấy thì ai cũng biết kết quả sẽ ra sao khi Thái Bình Dương đưa ra những đề nghị rất phấn khởi cho Việt Nam. Không riêng gì một mình tập đoàn Thái Bình Dương mà rất nhiều tập đoàn công ty khác của Trung Quốc đang khống chế mọi ngõ ngách dự thầu của dự án. Rất ít nhà đầu tư đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi áp đảo là nhà đầu tư Trung Quốc. Có tổng số 16 nhà đầu tư Trung Quốc tham gia sơ tuyển dự án cao tốc Bắc Nam, đông nhất trong số các doanh nghiệp ngoại dự thầu. 16 nhà đầu tư Trung Quốc đến mua hồ sơ sơ tuyển tại cao tốc Bắc Nam, trong đó có nhiều công ty thuộc các tập đoàn đường sắt như Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc, Tập đoàn Cục 21 Đường sắt Trung Quốc, China Railway Construction Investment Group Co., China Railway Construction Corp., Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, công ty mẹ của công ty Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, đơn vị tổng thầu đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng tham gia. Ngoài ra, còn có Tập đoàn Cầu và Đường Trung Quốc cũng dự thầu. Những tập đoàn của Trung Quốc tham gia dự thầu nhiều như vậy vì hai nguyên do. Thứ nhất là phía sau các tập đoàn công ty dự thầu là các ngân hàng của Trung Quốc sẵn sàng cho Việt Nam vay với lãi suất ưu đãi chỉ cần doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu.
Thứ hai, Việt Nam không đủ uy tín kêu gọi nhà đầu tư quốc tế từ các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu tham gia các dự án BOT giao thông của Việt Nam do quá nhiều rào cản từ cung cách quản lý, thủ tục phức tạp, tham nhũng, thiếu minh bạch, thường yêu cầu giá rẻ, trong khi các nước phát triển thường làm chất lượng, giá thành cao, bên cạnh đó là tỷ giá chưa ổn định, khiến việc thu hồi vốn khó khăn. Ngược lại, nhà thầu và nhà đầu tư Trung Quốc thường đưa ra giá thấp để trúng thầu, sau đó thi công rồi cố tình trì hoãn tiến độ để yêu cầu tăng vốn gấp 2-3 lần ban đầu, trong khi chất lượng công trình thường rất kém và những cơ quan kiểm nghiệm của Việt Nam lại thiếu kinh nghiệm nhưng thừa khả năng tham nhũng đã giúp cho các công trình đội vốn chậm tiến độ vẫn ngang nhiên tồn tại, mà đường sắt Cát Linh Hà Đông là một điển hình trước mắt. Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng nói, đằng sau sự cố tình làm kém, làm chậm trễ ở những dự án có tầm quan trọng quốc gia như thế này, đường sắt Cát Linh Hà Đông là âm mưu làm giảm sức mạnh cạnh tranh của Việt Nam. Bên cạnh ông Trần Đình Thiên là các chuyên gia kinh tế môi trường như bà Phạm Chi Lan, tiến sĩ Tô Văn Trường, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cùng hàng chục người trong ngành quan tâm đến dự án đều tỏ ra lo sợ một khi Trung Quốc trúng thầu, mà đây là điều chắc chắn, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc mà đã thực hiện tại nhiều nước. Khi đã nợ lớn đến mức không thể trả nổi, vậy chủ quyền trên bộ có thể giữ được hay sao? Kinh tế thiếu tự chủ là hình thức mất chủ quyền rõ rệt nhất, mặc dù nó không gây bức xúc như chủ quyền vật thể như biên giới, hải đảo hay gần đây nhất là bãi Tư Chính. Có lẽ thấu hiểu điều này nên chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 10 tháng 11 2018 rằng phải đổi mới tư duy trong việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam theo tinh thần bảo vệ quyền lợi và khả năng tự chủ của Việt Nam, bám sát năng lực hiện có và sẽ có. Không để nước ngoài thâu tóm toàn bộ các loại hợp đồng của dự án hàng chục tỷ đô la và chúng ta rơi vào vị thế bị phụ thuộc. Thủ tướng chỉ đạo về đường sắt cao tốc Bắc Nam nhưng cũng có thể áp dụng chung cho đường sắt cao tốc Bắc Nam vì tuy hai mà một. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải xem ra không thích làm theo. Có lẽ ông Bộ trưởng được các nhóm lợi ích phía sau chống lưng để hô hào giá nào cũng phải làm đường cao tốc Bắc Nam, trong khi ngoài bãi Tư Chính vẫn tồn tại hình ảnh xâm lược của con tàu Haiyan DG8 và các tàu hải cảnh bảo vệ cho nó. Nếu Việt Nam chấp nhận cầm đồng tiền đầu tư của Trung Quốc để thực hiện dự án thì tương lai những chủ nợ của Việt Nam có thể mạnh miệng đề nghị những phương án như Trung Quốc đã đề nghị đối với Sri Lanka lấy luôn hải cảng Hambantota trong 99 năm của nước này để trừ món nợ mà chính quyền Sri Lanka nhiều năm nay mượn từ Trung Quốc để phung phí. Các nước phương Tây sẵn sàng bảo vệ công ty của họ kinh doanh ở nước ngoài nhưng không chấp nhận dùng phương tiện kinh doanh trong mưu toan chính trị. Trung Quốc thì khác, bất cứ điều gì có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ không hề từ nan. Bài học từ Huawei là một ví dụ hết sức thuyết phục. Khi cần, Bắc Kinh sẵn sàng dùng món nợ của Việt Nam đối với các ngân hàng Trung Quốc để làm áp lực trên hồ sơ chính trị. Lúc đó mới thấy chủ quyền kinh tế của đất nước mong manh như thế nào và e rằng không còn kịp nữa. Nếu quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mạnh hơn ắt hẳn, ông chỉ cần đặt ra một câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải rằng động cơ nào mà Bộ Giao thông Vận tải luôn đưa tiền để Trung Quốc vào dự án đường cao tốc Bắc Nam trong khi đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông vẫn đang là một chiếc gai làm nhức nhối cả thành phố Hà Nội vẫn chưa được giải đáp. Quan trọng hơn, nếu bãi Tư Chính mất vào tay Trung Quốc, liệu Bộ Giao thông Vận tải sẽ ăn nói ra sao với nhân dân Việt Nam, những người đau đớn vì mất biển, mất dầu lại phải mang nợ Trung Quốc, kẻ đánh cắp Tư Chính vì một dự án lắm câu hỏi về tính minh bạch của người ký lẫn kẻ thực hiện. Bài viết của Mạc Lâm. Tuổi trẻ yêu nước và Trần Vinh Bình cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh tin tức ngày 2 tháng 8 2019. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và trăn trở cùng Trần Vũ Vinh Bình. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai nếu chúng ta lại có duyên.